trắng suy, nghĩ nghĩ suy suy, cà phê hay nước cam, sữa tươi hay trà mà tôi mới uống hôm qua, rồi em trông thấy anh, ánh mắt nụ cười làm em bỗng ngừng nghĩ suy, thôi cho em đèn đá không đường, còn cho anh ly trà sữa chân châu đen. Vì em đã gặp anh. Anh muốn nói đó là em đẹp hơn hết bất cứ ai. Từ hôm nay em là số 1, còn coi anh là hiếu thứ 2.